Thần mà thao khả la, thần hợp bình, khả lụ, thần ai đu, ai đê đã ban cho chúng tôi hạt giống nào lúa, nào kê, nào vừng. Chúng tôi xin mời các vị thần phía đông dài ngân hà, nơi nguồn gốc của lúa, của kê, của vừng. Xin mời các vị thần về đây, trinh giám lúa hết thô đã già, lúa ba đã chín. Xin các vị thần về đây, thưởng thức lễ vật của chúng tôi gồm có trứng gà, thịt gà và lúa ba mới của chúng tôi. Lạy thần nên ghi dưới đất, ép lăng trên trời. Các thần coi hạt giống nào vừng, nào kê, nào lúa. Xin các thần cho chúng tôi mỗi năm đầy gùi, đầy vừa. Cho chúng tôi tuốt một bông lúa được đầy một năm tay, tuốt một bó lúa được đầy một gùi nặng. Xin các thần đừng bao giờ để cạn lúa, không cho con chuột ăn, không cho con sóc phá, không cho con heo rừng úi. Chúng tôi kêu gọi các thần suối nhỏ chảy trong khe, thần mang nước dẫn nước về làng, thần sông lớn chảy trên sườn núi. Hết thấy các thần ăn thịt heo và lúa mới đầu tiên. Tôi sẽ thưa với mẹ, nhờ người môi đến nhà em. Người môi sẽ đến từ Mở Sen. Cha mẹ em sẽ hỏi: bác đi đâu, có việc gì mà đến nhà vợ chồng tôi sớm vậy? Người môi sẽ nói: trong nhà này có người con gái đẹp. Còn tôi đến từ nhà của Nức. Hai trẻ đã quen biết nhau như con ong quen bông y pan. Bây giờ cái cây đã nghiêng, ta nên bố theo cho nó ngã hẳn. Cha mẹ Liêu sẽ hỏi: Liêu, con định đi đường nào? Em sẽ trả lời cha mẹ: cha mẹ, cho con đi về con đường của anh. Tôi đã chuốc gian, đã bệnh chiếc cơn ông này đêm đêm.
từ khi con trăng tròn, rồi con trăng khuyết, rồi con trăng lại tròn. Pháp đã làm tan rồi. Tôi cũng đi lần sau. Đi lo đi. Đập nó cái phá. Ít. Ở đâu ông xin? Đi xe u. Ở vườn nào? Ở vườn nào lưng phải pháp không? Ở đây ông xin. Đi đi. Mưu lên. Mưu. Đập nó cái phí. Ở vườn nào? Ở vườn nào lưng phải pháp không? Bốc ba cái chuyện này. Từ lâu lắm rồi, dân làng lo sợ bàn tán về bốc trang hả, trang hợp, người có sức mạnh khủng khiếp, vợ đánh núi, nuôi lỡ, đánh đá, đá vỡ. Lão đã đi khắp các con đường để ăn thịt người, ở đường Gia Rái, đường Duẫn, đường Trăm. Khi ấy, bốc khi đây, trên trời nhìn xuống, thấy dưới đất trơ trụi, buôn làng tan hoang, chỉ còn lại một mình Xét. Liền cho nàng con út là Dia Rắc xuống dưới mặt đất, cùng với Xét giữ đất nước. Dia Rắc và Xét sống với nhau, sinh lên một lúc 5 người con, đặt tên là Dũng, Dân Ngoại, Ơ Nén, Đè Rít và Nói. Nói à, mẹ biết con muốn làm chuyên trắng lành, con muốn đốt tô âm bu, phá tô âm vàng. Không được đâu, sức mày còn nhỏ, như con sóc mới sinh, con sâu mới nở, không đò được với ông Rang Hà, Rang Hơn đâu. Mai mốt lớn lên, con mới đi đánh Rang Hà, Rang Hợp, con sẽ đánh cho nước biển càng, đánh cho nước sông Ba khô, đánh cho con cá phải chui xuống đất, con trăn lớn phải nhổm dậy ngó xem. Thôi khuya rồi, đàn bà con ít đi về ngủ. Về thôi. Chú Tăng Liêu ơi, đi về thôi. Chắc thần Pháp sắp đi lùng, lần này nó không để cho mình yên. Làng Prang như cây cửa, làng Công Hoa như cây nhà. Tháng trước Pháp thả bom Prang, Prang thu nó rồi. Chắc thằng Pháp lần này nó đánh đến Công Hoa mình. Sắp mất cây nhà, sắp mất cây rẫy rồi, sắp vô rừng để đào củ mài ăn rồi.
khổ quá. Lúa ngoài rẫy đã chín suốt về nhà rồi, không biết có ăn được không. Năm nay không chạy nữa, phải đánh nó đi. Đánh nó chết mình mới có lúa ăn. Ông bà trước đánh Pháp, sao bây giờ mình không đánh? Bọc nơ tăng lên ở Mơ Nồng đánh, Y Khu, Y Bin đánh, sao người Ba Na, Công Hoa không đánh? Chạy miết không sống nổi đâu, chết hết người Ba Na còn gì nữa. Nhưng đã có ai đánh được Pháp đâu, mà trang lên hùng mạnh rồi cũng thua, Y Khu, Y Bin rồi cũng thua, làm sao đánh được người Giàng? Ai chắc đó là người Giàng? Chắc nó là Giàng thiệt, Núp à. Nó không có máu thì không chết được. Nó như hòn đá, như trái núi. Pháp có cái xe bay được ở trên trời. Ngày trước Bốc Lăng đã đem cái ná mạnh nhất ở trong làng bắn trúng nó đang bay, mà nó không chết, nó không chảy máu. Nó là gian hay là ma quỷ? Thằng Pháp cũng là người như ta. Không phải đâu, nó không có máu, nó không chết. Về thôi. Nước ơi, về thôi, về xin các già làng chuẩn bị. Giờ làng chạy Pháp thôi, về thôi. Về thôi, nó là người phụ gian, nó không được đâu. Trời sáng rồi, về thôi, Núp ơi. Về Núp ơi, đánh nó không có chết đâu. Để thử coi. Pháp phải chết. Anh Núp, sao đêm qua anh không đến? Bụng em chờ, hai con mắt em chờ, không ngủ được. Khi chợp mắt là dìm bao thấy anh đang đi đâu đó rất xa. Con đường lạ, cái cây lạ, cái nhà cung lạ. Bụng em không yên, như có gió thổi bên đông, như có bão lớn bên tây. Sao đêm qua anh không đến? Tai em không được nghe tiếng đàn khơ ní của anh như mọi đêm. Sao miệng anh không nói? Hay bụng anh không biết thương yêu con gái là mình? Lòng anh gửi cho một người con gái đẹp, giỏi giang ở làng khác. Không phải thế đâu Liêu à. Các ông Môi bà Môi đã trao hạt cờ của ta cho nhau rồi. Trái tim tôi đã thuộc về người con gái đẹp và giỏi giang nhất làng, người con gái mà tôi thương. Tôi xin Liêu đợi ngày mai, ngày mốt, một ông trăng tròn, hai ông trăng tròn nữa, khi tôi bắn được một con thú, tôi sẽ xin với mẹ tôi, với cha mẹ Liêu, với già làng cho ta làm lễ cưới. Con thú nào vậy anh Núp? Thằng Pháp đây, nó còn ác hơn con thú. Ôi anh Núp, không được đâu. Tôi đã đi coi Pháp ở An Khê, tôi muốn đánh thử nó. Ôi Giàng ơi, không được đâu. Ai cũng bảo nó là Giàng, nó không có mau. Tôi đã đi An Khê coi nó thật kỹ, tôi muốn đánh thử nó. Ôi Giang ơi, anh đi An Khê à. Em có muốn đánh thằng Pháp? Tôn à, tôi đánh thử trước, Tôn và Lũ Làng đánh sau. I'm going to go to the hospital.
Liệu cống dùng gùi gạo này chai vô rừng với mẹ tôi? Anh Đức, còn anh? Tôi ở lại, tôi chờ nó để đánh thư. Ôi, anh Đức, không được đâu. Được mà. Thôi, Liệu đi đi, đi với mẹ. Núp, Núp ơi, Núp. Dạ. Mẹ đi đi, Liệu đi với mẹ. Con không đi đâu, con ở lại đánh pháp thư đã. Ôi, một mình con đánh nó không được đâu. Được mẹ, con đánh thư trước, mai mốt lũ làng bắt trước sau. Ôi Giàng ơi, anh phải coi con đường đằng trước, phải coi con đường đằng sau nha con. Dạ. Đi thôi mẹ. Hỡi Trang Hà, Trang Hương, sức mạnh như thần, đánh núi núi lở, đánh đá đá vỡ, đánh nước nước cạn. Bà đánh nhau đã lâu lắm rồi. Từ khi tôi còn nhỏ, như con sóc mới sinh, như con sóc mới lớn. Bây giờ, tôi đã trở thành trai tráng. Hôm nay, tôi muốn ông phải chết. Mấy cơ sẽ biết tay tao. Tao sẽ đánh thẳng nước lên cạn, nước sông bờ hết, đánh từ núi cao thành đất bằng thành mặt sâu. Est-ce que tu fais ça? Ah oui. Tu veux mettre ça dans ta collection personnelle? Je trouve cet instrument de musique bien original. Tu verras des choses bien plus originales sur ces maudits plateaux. Il y a quelque chose dedans.
Jean Rich, mon capitaine, c'est le manin. On évalue la recette, l'après, le nombre, les gens et des gants. Ces types-là, ils sont riches, mais têtus. C'est ça, mon capitaine. Alors, tout le monde. Oh, les belles ivoires. Attention, apportez tous. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, vous voyez, ce sont des gants. Et les gens jouent avec. Oh, qu'est-ce que c'est derrière? C'est les gens. Les gens d'alcool. C'est bizarre ce truc. C'est bizarre, mais c'est bon. Philippe, viens voir. Il faut bien goûter. Très joli. Oui, oui, très haut. Prenez tout. Oh là là. Oui. Ça coupe comme mal. Mais poussez-vous. Poussez-vous. Laissez-moi voir. Mon Dieu. Quelle horreur. Il va mourir. Il est mort. Peut-être il est mort. Non. Pas d'accord. Peut-être il a flashé en basané. Thằng Pháp chạy máu rồi. Pháp không phải là vàng. Nó có máu. Nó chạy máu rồi. Có phải anh Núp bắn thằng Pháp chết không? Núp thấy Pháp chạy máu không? Có phải chết không? Miệng anh Núp nói có thiệt không? Anh Núp nói thiệt đó. Xưa nay anh Núp không biết nói sai. Bây giờ im lặng để nghe Núp nói. Bây giờ đã biết thằng Pháp chạy máu, đã có thể đánh nó được rồi. Tôi muốn xin bốc ba, xin các già làng cứ về công hòa ở. Pháp tới, tôi, lũ thanh niên sẽ đánh nữa. Phải rồi, Pháp đánh là. Pháp tại là không chạy nữa. Tôi không vậy. Tôi đánh Pháp luôn. Tôi cũng muốn đánh Pháp. Tôi cũng muốn được như anh Núp. Đúng rồi. Tôi cũng muốn đánh không được đâu Núp ạ. Bây giờ thằng Pháp chết người, nó thù lắm. Trở về công hòa ta còn yếu. Pháp trả thù thì chết cả làng. Phải đi xa thôi, đi xa nữa lũ làng ạ. Phải đi xa. Đi đâu bây giờ hả bác? Quanh trên núi Chư Lây này chỉ còn có Công Ca, Công Kê, Hà Nưng. Xưa này Pháp chưa tới. Công Hoa mình phải lên làm làng ở gần đó, dựa vào ba cái làng đó mới xong được. Lũ làng à. Vậy đó. Cách đây 60 năm tôi đã tìm ra chân lý đầu tiên của đời mình. Kẻ thù xâm lược không phải là thần thanh, nó cũng chỉ là người. Ngày nay điều ấy đã trở nên đơn giản và bình thường biết bao nhiêu, thậm chí có thể là tầm thường nữa. Nhưng ngày đó 60 năm trước, nó to lớn và sinh tử biết nhường nào. Cuộc sống con người là vậy. Một chân lý lớn đã được tìm ra, rồi trở thành phổ biến, đơn giản và bình thường. Và người ta lại phải đi tiếp, tìm tiếp. Cuộc sống là thế, là một cuộc tìm kiếm không ngừng. Attention, la muscade! Oh, tout près d'ici, devant nous! Faites attention!
chân, coi chân du kích. Giết chết thằng chú, nói dân tháp lên làng mình. Không được đâu, không giết được thằng tháp đâu. Khổ quá, trái mít thằng thằng chơ ru nó dân pháp lên làng. Tôi bắn anh Dòng, anh Gia cùng bắn. Nó chết một đứa chảy máu, nhưng nó đông quá, nó đốt làng, nó bắt người 20 người. Chiều nay pháp cho một người Prang lên nói với Công Hòa. Pháp bắt 20 người rồi, dân làng Công Hòa chịu về đầu hàng. Pháp tha 20 người, không chịu pháp giết 20 người. Lộp ơi, tôi không muốn Bốc Hòa chết, tôi không muốn Tôn chết, dân làng phải chết, phải đầu hàng pháp đi. Mình chỉ đầu hàng giả vờ thôi Núp à. Tôi không biết về đầu hàng nó đâu. Thì Núp có muốn Bốc Hòa, Tôn, Ngôn, Gôn, Hơn Anh chết hay không hả? Mình không còn cách nào khác. Hết đường rồi, Công Ca, Hà Nừng cũng kéo về làm sâu cho pháp. Công Hòa mình cũng như hòn đá giữa suối, bốn phía toàn là nước. Hết đường rồi. Phải cứu em là anh Núp à. Đồng bào Kinh, đồng bào Ba Na, đồng bào Gia Rai, đồng bào Ra Đê, chúng ta đã đánh cho Pháp thua, đánh cho Nhật thua. Người đất nước mình đã lấy hết cả đất nước mình rồi. Kể từ hôm nay, đất nước Việt Nam chúng ta hoàn toàn độc lập. Thành đâm đoa từ núi Hơ Trông đông bỗng hôn lên cho trái tim sôi lên đầy dũng khí,
xây lên cho con người đầy dũng cảm, như tiếng hổ gầm trong mái tranh, như con beo gầm trong bụi rậm, như sấm chớp, như sét đánh. Ô vàng kết nghĩa vợ chồng, cung rượu và gan gà, xin mời các vị thần ở trên cao xuống coi hai đứa cưới nhau, cho chúng mạnh khỏe tới già, lưng khòm, răng rụng. Chắc cái gì đi đâu, xem đi cái mà đi đâu, năn cái tên làm kiếm cái gì cái này.
Tôi từ nó thảm lũ thì tôi là cái xà pha này cái hả hai đứa cười nhau đầy xin vàng cho nó mạnh khỏe, mai mốt chúng nó đẻ con như trai đu đủ và chi chít như trái sung. Đất nước độc lập rồi, mai mốt sửa cái nhà, phát cái rẫy to cho Lưu đỡ khổ. Khổ mấy em cũng chịu được. Em đã nói với cha mẹ, hãy cho con đi theo con đường của anh. Còn với quốc quân một lần ra đi hai ba. Còn với quốc quân một lần ra đi. Dù có gian nguy nhưng lòng không nề hai ba. Dù có gian nguy nhưng lòng không nề. Ra đi bao tồn sông núi hai ba. Ra đi bao tồn sông núi. Ra đi à chuyện cho lùi. Mệt đâu, vui lắm. Làm một chục ngày, hai chục ngày cũng được mà. Hơi các prang, y yang chu, y yang prahroi, y yang chu hơ nông. Xin các prang hãy ở chỗ cây cao bông mát. Khi nào nóng nực, đừng có ra ăn người. Hơi hồn của lá, đừng đi lại lang thang, ở lang xa, lang gần. Hãy mau theo tao mà về nhà, ô lá. Em lá bị pháp hiếp, chắc bị bệnh gì đó. Để tôi đi mời y tá đến xem giúp. Lấy cây rễ cây tranh, vò và rễ cây tê nung, sắc ly nước, uống mỗi ngày một nồi.
thường nói, ngày vui chẳng mấy khi dài. Dân làng Công Hoa chưa kịp làm lễ ăn cơm mới, chưa kịp đón mẹ lúa về đầy chặt các nhà kho, thì thằng Pháp đã trở lại, lần này tàn bạo hơn, và dân làng Công Hoa lại bước vào thử thách mới. Tôi về làng mình đã được 6 lần con trăng tròn. Mẹ đã thương như con ruột thịt. Núp và Lưu đã coi tôi như người Ba Na của núi rừng này. Nhưng ngày mai, khi mặt trời mọc trên núi Tơ Ngo, tôi phải ra đi rồi Núp ạ. Phải tìm pháp mà đánh, không để nó tàn phá lũ làng mình mãi được. Càng đi tôi càng thấy, sao con người mình ở đâu cũng đẹp thế, tốt thế. Bác Hồ nói đoàn kết là vì Bác Hồ biết con người ở đâu cũng tốt đẹp. Triệu triệu người tốt đến với nhau, nắm tay nhau, thì kẻ thù độc ác nào làm gì ta nổi, phải không Núp? Chỉ có điều, chưa phải mọi người tốt nào đều đã biết nhau, tìm nhau. Cho nên tôi còn phải đi nữa, Núp ạ. Sức ta còn yếu, phải tập trung lực lượng, nhiều làng khác nữa, nhiều vùng khác nữa. Mà Núp à, phải chuẩn bị cho một ngày, bộ đội ta sẽ về, sẽ đứng chặn tại núi này, tiến ra chiếm lại đường 19, rồi An Khê, Công Tum, rồi Pleiku nữa. Thì chính Núp đã nói rồi đó, đời mình chưa xong, đến đời con cháu mình nữa, cho kỳ xong. Thank you.
Thôi mai con đi. Đứa con của người mẹ kinh tốt đẹp, con của Bộc Hồ, của Lưu Làng Công Hòa và của mẹ. Con đi, nhớ coi kỹ con đường trước, con đường sau. Mẹ. Chơi đi. Em đi đi, anh đang làm việc. Suốt ngày làm việc. À, sắc trong em có giống bà Đầm không? Đẹp lắm, giống lắm, bộ việc của tôi. Nhưng anh thích em mặc bộ vé áo có bao nhiêu hơn. Còn em thích làm bà Đầm hơn. La 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 la. Rất trong em sang, có giống cái tango không? La 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 la. Magnifique. En plus d'une maison sur pilotis, et tu ressembleras à un vrai moy. Voici mon plan pour l'établissement des hôpitaux dans la région. Pas mal. Mais tu sais de quoi ils ont vraiment besoin, tes moy? Ils n'ont rien à faire de ta quinine et de tes médicaments occidentaux. Ils n'ont rien à faire même de l'ivresse de l'amour. Comprends pas. Le sel, ça c'est ce qu'ils aiment le plus. Ça, c'est ce qu'ils ont vraiment besoin. Plus que l'or, plus que les ivoires, plus que les cornes de rhinocéros. D'ailleurs, maintenant, on va avoir une politique du sel. On va l'utiliser pour diriger tes sauvages. Pour chaque tête de Viet Minh, un bol de sel. Comme ça, ceux qui nous obéiront, ils en recevront. Et pour les obstinés, ma cache. On va bien voir sans sel combien de temps ces obstinés vont résister. Anh đi con. Cho con cái mặn. Mẹ ơi, cho con cái mặn. Diệp, mày còn ôm đàn người mai đó sao? Bông Ghiệp, không có mùi chết mất. Phải tìm cái gì anh thấy muối bọt à? Ăn hết cái mai nhà.
Người Cộng Hòa cứng đầu lắm. Tất cả các làng không ai được cho Cộng Hòa muối ăn. Tôi thấy ai cho nói pháp giết chết. Để coi không có muối ăn đầu người Cộng Hòa có mềm bớt đi không. Anh đi. Có trai lơ băng ăn thay muối được. Núp kêu tôi đi, nào ngờ trung phải là độc. Không có muối ăn, chết mất thôi. Ăn trò tranh khổ lắm. Tôi cũng biết khổ. Nhưng ăn trò tranh khổ một đời mình thôi. Còn ăn muối pháp khổ hết đời mình. Đời con mình, đời cháu mình khô nữa. Nhà ai, lúc cũng nói nhiều rồi. Bây giờ, có người muốn theo nốt, theo tôi. Đốt cái làng này, đi lên núi Chư Lây. Tìm chỗ khác cao hơn, có đá, làm làng, đến pháp, cho muối bóc hồ. Có người muốn phân tán về các làng, ba làng, Công Bi, Đê Ta, Tha Lung, đi làm sao cho pháp. Ai muốn đi vùng núi Chư Lây. Tôi biết như anh Nấp nói đây, đi vùng núi khổ lắm, nhưng cái bụng của mình nó còn sướng hơn. Đi làm sâu à? Không được. Làm sâu thì không khi nào gặp được ông Dung, anh Cầm, bộ đội bóc hồ nữa. Cộng Hòa không đi làm sâu cho pháp đâu. Sao đi lời nô ba? Sao đại con anh lời nhiều mà? Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, tám, chín, mười một, năm. Đi đừng cho thằng Pháp đến ở. Giỏi đánh giặc lòng thế nào bộ đội cũng trở lên, thế nào cũng thăng pháp, đất nước nhất định sẽ độc lập tự do. nhỏ quá, tốt quá, con lớn lên chắc đất nước vui hơn bây giờ rồi, có mùi cho con ăn rồi. Nhỏ quá, tốt quá.
Thế là hồn cô nội nhập vào nó rồi. Nó tên là Hơ Rút. Hôm nay ta làm lễ Hơ Lom Đồng cho con làm người. Hãy nhận lấy trong tay của con cuốc rìu dao na. Tay trái hãy biết nghĩ đến lao động, tay phải biết nhớ đến dòng họ của mình. Tay trai hãy nhớ đến cha mẹ, tay phải đừng quên nghĩa vụ của mình. Trong mùa xưa này, nha, cái này cho nó ăn nước. Cuối cùng sót lại trong làng dành cho người già nhất, dành cho bọc mùi. Cái mặt bọc không, cái miệng tôi không ăn muối này, tôi quen rồi, tôi già rồi, tôi có thể chịu đựng được. Không, tôi còn trẻ, tôi chịu đựng được mà. Chị ăn hạt muối này để mà sống. Còn có cần doa lắm bà ạ? Không, liều đầu. Còn ăn hạt muối này để nuôi cháu. Có cái gì để khâu khô? Khâu vây gạch không bốc súng. Bác nghĩ thử coi. Người bà na ngày trước lấy tre rồi vót nhọn để làm kim, lấy vỏ cây chưa rừng để mà làm chỉ. Phải làm cây kim thôi bốc à, không có cây kim không biết lấy gì vá. Con gái thương con trai thương con gái, không dám gặp nhau, sợ cây khô cây vay đất, mắc cỡ lắm.